Chào các bạn nhé, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách Canada Markup nhận được 6 đồng token sách Protocol. Một số thông tin về đồng token này: số tổng cung phát hành chỉ có 8 triệu thôi, đã có 247 tài khoản holder, đã phát sinh 587 nơi giao dịch. Rồi, đầu tiên các bạn truy cập vào link website Canada Markup.net đi. Link truy cập website thì mình để phần dưới mô tả cũng nhé. Sau khi các bạn vào website, các bạn làm thứ hai bước chân thay giúp mình. Bước 1, các bạn sao chép contract. Các bạn có thể sử dụng nút copy contract ngay ở đây nhé. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask của Bitcoin Trading Desk của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token này vào ví giúp mình. Ký hiệu SHARK số token 18. Các bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website Lamarock.net nhé. Truy cập vào bước 2, nhấp một link rút gọn này để nhận token. Rồi, các bạn nhấp vào đây, Clam Lao. Và nó sẽ dẫn dưới bên dưới này. Chương trình Anadrop nó sẽ kết thúc vào 119 ngày nữa. Các bạn nhấp vào đây cho mình nhé, Clam Lao tắt. Đúng rồi, yêu cầu kết nối với ví. Các bạn nhấp tiếp theo và nhấp kết nối. Rồi ví ra là 0.00605 bên này viên. Các bạn nhấp xác nhận cho mình nhé. Nếu các bạn có điều kiện thì có bỏ một số vốn nhỏ ra là 0.05 BDB mua cái đồng token này hold và tích trữ lâu dài nhé. Rồi mình hướng dẫn các bạn cách thực làm nhận được 6 đồng token sách protocol. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.